Anh cọc 500 rồi, nhưng mà em sẽ trả lại cọc tiền cọc cho anh. Anh không lấy nhưng em vẫn trả lại tiền cọc cho anh. Một con này lại cọc. Cọc 500 ngàn, nhưng mà ông này ông ở Sóc Trăng tội ông lắm. Hôm qua ông có điện cho lốt ngày hôm qua rồi. Rất là nhiều người điện thoại số đó, xe này. Con này nếu mà thực ra nếu không cọc bán lâu rồi. Bán bao nhiêu cuộc gọi điện thoại? Quá nhiều đi. Nếu mà hôm nay mà cho lốt ngày hôm nay anh không lấy quý vị khán giả ấy điện thoại cho ông Hồng. Hôm nay ông Hồng bán chung trước là lầm trước đúng không? 5 triệu. Vẫn 5 triệu. Vẫn 5 triệu rồi, không lấy hơn. Nhá, 5 triệu. Con này tại cọc mà lâu quá mọi người. Xe còn khá là mới. Future thật ra thì anh em chỉ thích future giá rẻ nhưng mà những chiếc này như xe mới rồi. Máy zin 6 triệu rưỡi. Mới đổi được 6 triệu rưỡi. Đấy. 6 triệu rưỡi. Tâm. Bánh tâm thắng đĩa. Xe đang hết bình tí Hùng Hồng lắp bình mới vào Hùng để nổ bao máy zin cho anh em luôn. Máy zin máy êm máy ngon. Đấy. Zin êm ngon, rẻ đẹp. Đấy, rẻ như chiếc xe Trung Quốc vậy. Đấy, về chỉ việc đi thôi. Không phải làm gì hết. Con này mà nếu mình nghĩ lên là mua liền, không có đâu hàng này, không bao giờ có con thứ hai. Thật ra con này không muốn quay luôn, con này muốn để đi uống cà phê đồ này kia ấy. Nó đẹp. Nhưng mà thôi thì mua xe nào cũng để uống cà phê có mà chết, vỡ lợ. Chiếc xe này chủ người ta dọn rất có tâm đó. Xe bao máy zin nhá. Xe máy chưa rớt đầu luôn anh em nhá. Giá chỉ có 17.500.000, chỉ bao tranh chấp thôi nha anh em nhá. Thì Hùng Hồng nói rõ chiếc xe này Hùng Hồng chỉ bao tranh chấp bởi lý do rút hồ sơ Sài Gòn mệt lắm, Hùng Hồng không rút đâu. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chào Bình Dương 24 giờ. Hôm nay lại là một clip xe mới về mình cửa hàng xe máy Hùng Hồng. Anh em nào mua thì mình liên hệ địa chỉ và số điện thoại thì mình để trực tiếp ở bên dưới nha. Ở đây thì có những con xe mới về giá cực rẻ cho anh em luôn. Thì rẻ như nào thì mọi người chịu khó mà tham khảo cái clip. Thì đồng hành với tụi mình hôm nay thì có anh Hùng hỗ trợ cho chị. Chào anh. Hello anh em. Xin chào tất cả mọi người. Đã quay lại với channel của xe máy chợ Bình Dương, gặp bạn Việt, gặp Hùng Hồng. Hôm nay Hùng Hồng lại tiếp tục lên video những chiếc xe rẻ, những chiếc xe đẹp cho tất cả mọi người. Thì đầu tiên thì Hùng Hồng xin giới thiệu từ ngoài trước vào đi. Những xe hôm nay thì Hùng Hồng cũng xả một số xe. Bị sốc đấy. Hôm nay Hùng Hồng xả cũng xả một số xe. Nói chung là đội nó đó là cầm đầu luôn á. Đội nó an toàn và ông bất công khán giả ném đá Hùng Hồng. Đấy. Hôm nay ông Hồng sẽ xả chiếc xe này giá chỉ còn 13.500.000 thôi. Cho một xe Ra RS FI đời 2017. Biển số đâu anh? Biển số 72. Và chiếc xe này là biển số 69. Hùng Hồng hôm nay xả chỉ còn có 14.500.000 thôi. Đấy. Hôm nay chiếc xe này 13.500.000 luôn. Và chiếc xe tiếp theo đây là chiếc Goya đời 2020, biển số Đồng Nai, giá 14.500.000. Và chiếc Goya 100 màu 2016 12 triệu. Và chiếc xe Sirius FI hôm nay để cho anh em chỉ giá chỉ còn lại chỉ có 11 triệu thôi. 11 triệu FI này mọi người. Và chiếc xe Sirius RC bánh mâm 10 chỉ có giá 9.5 triệu. Tiếp theo một chiếc xe Xcenter không côn côn tự động đời 2013 màu cam đen giá 21 triệu bao hồ sơ cầm tay. Và tiếp theo đây là một chiếc xe Ralut hôm nay Hùng Hồng xe sàm giá tụt quần cho anh em 15 triệu 2018 khóa xe mắc cây. Và tiếp theo đây là một chiếc xe 100 xe 50 đời 2022 phiên bản Datec của công ty Datec. Chiếc xe máy chiếc này máy cực kỳ ngon, gia đình Hùng Hồng đang đi luôn đấy. Vợ Hùng Hồng thì khoảng hai chở con một chiếc ho đó. Giá chỉ 13.500.000 thôi. Thì xâm nhập vào dòng xe Vision và Taiga thì Hùng Hồng hôm nay cũng có một số xe cũng mới về. Thì anh em rất mong anh em ủng hộ Hùng Hồng. Chiếc xe này thì Hùng Hồng hôm nay bán giá chỉ có 26 triệu cho anh em thôi. Chiếc xe mang biển số 61. Và chiếc xe này đời 2019 hôm nay Hùng Hồng cũng bán giá chỉ có 24 triệu. Chiếc biển số 68, còn chiếc xe này biển số 83 đời 2020 hôm nay Hùng Hồng bán giá 25 triệu cho anh em. Tiếp theo đây một chiếc xe đời 2020 đăng ký 2021 Hùng Hồng bán giá 25 triệu. Tiếp theo là một chiếc xe màu đen. 27 triệu 800, 28 triệu 200 giờ bữa xuống còn 27 triệu 800 phiên bản đặc biệt.
Chiếc xe này là 24 triệu này anh em. 24 triệu nhá. Có Smart Key luôn. Có Smart Key đấy anh em. Rồi, mẫu mới luôn này. Chiếc hôm nay chiếc xe này mới về, hôm nay Hùng Hồng sẽ bán cho anh em giá tụt quần luôn, 26.500. Xe mới chạy được 8.000, đang dán keo nguyên con, mang biển số 66. Rất mong quý anh chị cùng toàn thể mọi người hãy ủng hộ cho Hùng Hồng. Ok. Đấy. Con này. Vào đây đây hôm nay về được Future này, đời 2022 anh em nhá. Xe mới chạy được 4.000 km. Hôm nay Hùng Hồng sẽ để lại cho anh em chiếc xe này 29.500, giấy thành phố Biên Hòa, mang biển số 60F4 27874. Đấy. Đấy, rất là đẹp, xe còn khá là mới. Xe mới đến 95% luôn. Rồi, SH Mo hôm nay Hùng Hồng giảm giá còn 52.500 cho một chiếc xe phiên bản CBS đời 2022 đấy. Màu đỏ. Chiếc xe này hôm nay Hùng Hồng cũng giảm giá cho anh em luôn, còn 57.500 bao hồ sơ. Màu xám xi măng. Đấy. Và tiếp theo đây màu xám xi măng luôn. Chiếc xe này Hùng Hồng giảm giá xuống còn 26.500 bao hồ sơ luôn cho anh em. Những chiếc xe này cực kỳ là mới luôn anh em. Đặc biệt hôm nay có về thêm chiếc xe này nữa, 33 triệu này, màu xanh ánh tím này, rất là mới, biển số Quảng Trị. Hồ sơ thì anh em chỉ cộng thêm hơn 1 triệu nữa thôi, Hùng Hồng sẽ rút hồ sơ cho anh em. Và đặc biệt hôm nay Hùng Hồng sẽ mới về được một chiếc xe Vespa Spin 150 bản S, bản mới nhất hiện tại bây giờ, màu xanh bộ đội. Bản S nhá, mâm S nhá. Rồi đặc biệt chiếc xe này cũng lên một số đồ chơi như là cảng gác chân này, đỡ giá đỡ này, ba ga này. Đấy, nó có cái này cũng hay phết đấy. Đấy, tua quay đẹp phết, biển số 72, giá chỉ có 52 triệu. À 82 triệu bao hồ sơ cho anh em. Cái xe mới chạy được 700 cây được việc đấy, bật 700 coi. 700 cây nên bật vào cho anh em coi. Một xe mới bây giờ hiện tại giờ là 98 triệu ngoài ngoài hãng nhá. 98 triệu bản thường nhá, bản này bản S, bản cuối cùng luôn đấy. Okay. Và Future đây. Future luôn. Nóng quá. Thôi, em bỏ đây, em vào nhà rồi. Nóng quá trời nóng luôn. Đó. Đây là chiếc Future đời 2022 luôn. Chiếc xe này cũng mới chạy được có 4.000 km. Hôm nay về được hai Future rất là mới 2022. Màu đỏ mận, đỏ đen. Tức là gọi đỏ đô đấy. Mấy chú nào ở Đồng Nai mua mấy con này? Đồng Nai mua xe này đi, 28.500. Wow, ok. Đây là tiếp theo, đây là chiếc xe LVX đời 2021, phiên bản mới nhất bây giờ luôn, có kết nối với cả những thiết bị thông minh Yamaha Mekop Controller cái gì đấy, Yamaha Contech, Contech đấy. 38 triệu bao hồ sơ cho anh em. Và trước cái xe Vaneo mới về đây, xe 32 triệu bao hồ sơ. Chiếc xe này là đời 2021 anh em nhá, 32.125 triệu. Chiếc xe này cáu rồi. Chiếc xe này hôm nay Hùng Hồng giảm giá xuống còn 37.500. Hôm nay SHMO là giảm giá thật sự, bên Hùng Hồng bán SHMO cũng chậm thật mà giá cực kỳ dễ thương nhé. Không hiểu làm sao khách hàng không ủng hộ cho Hùng Hồng. Tiếp theo là chiếc SHMO màu xám đời 2017 khóa thông minh, 41.500. Tiếp theo là một chiếc xe SHMO màu xám màu xanh đá, con bữa Sài Gòn sao bán nhanh thế, hai anh em chỉ thích biển số Sài Gòn thôi. Con xe này Hùng Hồng chỉ lấy giá 39.500. Con này biển số 68 nha. 68. Okay. Hồ sơ dễ hơn Sài Gòn nhiều. Chiếc xe này đời 2019 khóa phiên bản đặc biệt, hôm nay Hùng Hồng cũng giảm giá luôn, 47.500 bao 47 triệu bao hồ sơ luôn. Rồi anh em hãy theo chân Hùng Hồng đến dòng Tay Ga đi. Dòng Tay Ga thì thôi quảng cáo lốt chiếc Future này đi. Đời 2020 màu đen nhám. Biển số 94, Hùng Hồng sẽ bán hôm nay chiếc xe này 26 triệu cho anh em. 26 triệu nhá. Chiếc xe còn khá là mới. Future, thật ra thì anh em chỉ thích Future giá rẻ, nhưng mà những chiếc này như xe mới rồi. Vào tiếp cái dòng Tay Ga đi. Tôi quảng cáo hết Tay Ga xong rồi đến Tay Côn cho bà con họ hàng cô bác coi hết. Giá 40 triệu cho một chiếc xe 150. Còn một con duy còn nhất một, chiếc, một con duy nhất ngày 150. Hôm nay. Anh em nào mua thì cứ liên hệ vào số máy 0938344999 của Hùng Hồng. Anh em cứ kết bạn Zalo đi, Hùng Hồng sẽ gửi hình chi tiết tất cả cho anh em. Rồi anh em nào ưng chiếc xe nào cứ chụp màn chụp màn hình hoặc chụp biển số lại, Hùng Hồng sẽ chụp hình chi tiết gửi cho anh em luôn. Anh em ở bất cứ ở đâu chỉ cần cọc lại cho Hùng Hồng 1 triệu, Hùng Hồng chuyển xe tất cả các tỉnh trên cả nước mình luôn nhá. Hồ sơ thì tạm thời hồ sơ bây giờ anh em cho Hùng Hồng là thời gian dài một xíu nữa. Không bao lâu anh?
khoảng hơn một tháng một chút thôi. Bởi vì ngày trước chỉ có 20 ngày. Okay. Nhưng bây giờ thôi thì hôm cho Hùng Hồng thêm chút thời gian nữa, bởi vì lý do này cả nước mình đang đổ xô về về vấn đề là đang đi làm cái chip của cái số à? Không, chip của mã định danh đó hả? Mã định danh của thẻ căn cước. Cho nên bây giờ đang cả nước mình đang ưu tiên cái đó, cho nên hồ sơ cán bộ hơi lâu tí. Thì rất mong quý anh chị cùng toàn thể các bạn hãy thông cảm cho Hùng Hồng. Không riêng cửa hàng Hùng Hồng đâu, tất cả nước thôi, tất cả các cửa hàng nào nó cũng thế, nên rất mong quý anh chị thông cảm. Hồ sơ xe nào cũng phải rút hồ sơ được hết đấy, nên cho nên mọi người cũng đừng sốt ruột quá. Chiếc xe này Hùng Hồng sẽ bán cho anh em giá chỉ có 31 triệu thôi. 125, màu đỏ đen, biển số 60. Và chiếc này chỉ có 32 triệu bao hồ sơ cho anh em. Phiên bản đặc biệt này, xe như xe mới, 3.000 cây à? 84. Biển số 84. Rồi. Chiếc xe này là 31 triệu bao hồ sơ. Chiếc xe này biển số 73, cũng phiên bản đặc biệt luôn. Hôm nay chiếc màu 3D này thì Hùng Hồng sẽ bán cho anh em giá 26 triệu. 26 được. Mẫu này bữa nay cũng còn 4 con thôi. 4 con thôi. Cũng hết rồi. Con này cũng 26 triệu luôn anh em nhé. Con này chỉ 25 triệu 500 thôi. Con này 26 triệu. Biển số đâu anh? Con xe này biển số 70. Con xe này biển số 6637. Và biển số thành phố đâu cũng đi rồi. Biển số thành phố đi ngay. Vừa có ông kia hôm qua. Chê hả? Coi ông chê. Đấy, mà nhai, con xe biển số thành phố anh chị mới mua xong điện thoại khen chạy con quá trời. Lời có mấy trăm ngàn, cô chú bán đổi cái xe đấy cho Hùng Hồng biết mà. Lời mấy trăm ngàn, mới ký ủy quyền cho người ta xong. Ok. Rồi. Radio 125 thì đang xả. Radio hôm nay xả cho anh em rồi. 4 con thôi. 4 con này chỉ còn một con 150 này thì là giá hôm nay là 35 triệu 500 bao hồ sơ này. Hôm nay giảm giá cho anh em này. Bao hồ sơ nhá. Chiếc xe này 32 triệu. 125. Màu đỏ đen. 32 triệu luôn. 32 triệu. Và đây là chiếc Vario đời 2018. Chiếc xe này rất là nhiều khán giả có hỏi Hùng Hồng thôi, nhưng thật ra xe này Hùng Hồng bán lỗ mà. Thời điểm nhập cao lắm. Nhập ngày đó là nhập 57 triệu. Nhưng hôm nay bán chỉ có 55 triệu bao hồ sơ. Nhưng mà cái mẫu đó giờ kiếm gì ra? Không có đâu. Mẫu này không có đâu. Nhưng thôi mình thấy để lâu thì mình hơi sốt ruột. Bởi để bán thì để thu hồi vốn nhập xe khác. Chiếc xe này 25 triệu này. Khóa Smart K đời 2018. Chiếc xe này 28 triệu, hôm nay giảm giá 28 triệu. Xe như xe mới, một chiếc xe mới. 28 triệu xe lít. Tiếp tục một chiếc xe này 26 triệu, màu xám, màu xanh xám, đẹp quá. 26 triệu. Quá mới nữa, biển số 60. Rồi. Đây bắt đầu anh em sang xe Tycoon. Tycoon thì hôm nay có chiếc này Hùng Hồng giảm giá đó. 27 giảm giá 19 triệu 500 này cho anh em lấy này, biển số Đồng Nai này. Chiếc xe này đèn led 3 tầng này, 29 này, hôm nay còn 25 triệu. Số 60 này. Con xe này thì là hôm nay còn giá còn 20 triệu 500 thôi. Biển số đâu ạ? Biển số 60, 68, con này biển số 68. Tí em quay ngược lại về biển số cho người ta. Chiếc xe này là cũng 20 triệu 500 luôn nha bà con. Xe này ngay chủ ký hết luôn. Con này 18 triệu thôi. Giá rẻ bất ngờ 18 triệu. 18 triệu biển số đâu anh? Biển số 60 luôn. 60. Con xe này Hùng Hồng sẽ lấy giá 25 triệu. Con này là 25 triệu bao hồ sơ có sẵn nhá. Hồ sơ cầm tay á. Để mình quay cái biển cho anh em nào mua con nào thì chụp lại con nào đó. Thì chụp lại dùm Hùng Hồng đi. Rất mong quý anh chị cùng toàn thể mọi người ủng hộ cho Hùng Hồng. Biển số 60 này 19 năm này. Ừ. Biển số 60 tiếp này. 25 triệu. 25 triệu. Còn này 20 triệu 500. 20 triệu 500 biển số 68 này. 20 triệu 500 luôn. 20 triệu 500 này. Con đấy 18. Con này có 18 triệu rồi anh em. Con trong này 20 triệu, 25 triệu. 25 triệu này, led 3 con luôn này. Con trong nữa bao hồ sơ thì 25 triệu. Anh em thôi. Tiếp theo đây, Hùng Hồng xin giới thiệu với anh em, đây là một chiếc xe Xside 155, 32 triệu bao hồ sơ cho anh em. Chiếc xe như xe mới, màu xám xi măng, tem 3D luôn đấy. Sơn tem 3D, biển số 67. Con này đẹp. Rẻ mà. Quá rẻ luôn. Hùng Hồng xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc xe MSX, xe Moto Mini nhỏ, xe đời 2019, dán keo nguyên con, đăng ký 2021, một đời chủ. Xe chạy mười mấy ngàn, 20 ngàn. Giá chỉ 28 năm bao hồ sơ tại thành phố Biên Hòa. Có xe này thành phố Biên Hòa, một đời chủ một. Xe chia có 25 triệu à?
Hôm nay giảm giá còn có 25 triệu chiếc Satria thôi, bán xả đi. Ở đây mới về con Winner X phiên bản thường ABS này, ACBS này. Xe màu xám xi măng tem 3D luôn, quá đẹp luôn, 21 triệu. Có con này là tem sơn à? Tem sơn hết luôn em ơi, tem sơn hết luôn, đẹp lắm. Em tưởng là đi tem nhé. Đâu có, tem sơn chứ, ai giờ chơi đi tem nữa, chảy ra. Tiếp theo đây là một chiếc xe Winner XV3. Xe mới chạy được có 3.000 km như một chiếc xe mới luôn anh em ạ. Bao tour nhá. Một đời chủ đã công chứng về cửa hàng Hồng. Giá chỉ có 29 triệu 500. Công chứng về tên Hùng Hồng rồi, biển số 38. Chiếc xe này Winner V1 Hùng Hồng sẽ hôm nay sẽ giảm giá xuống còn 20 triệu 500. V1 bữa nay còn 4 con thôi. 4 con thôi, con này 20 triệu luôn này. Bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ đấy. Rồi. Con này 19 triệu này. Con này biển số đẹp lắm. Con này 21 triệu thôi. Con này giảm giá xuống còn 21 triệu. Anh em nào ở Đồng Nai thì nhớ liên hệ cho Hùng Hồng con xe đó. Đấy. Thì một loạt đây rồi, bà cũng quảng cáo hết rồi, bây giờ xuống dưới nhà có những chiếc xe mới nữa thì rất mong quý anh chị ủng hộ cho Hùng Hồng. Bây giờ Hùng Hồng sẽ xuống dưới, xâm nhập xuống dưới đây một số xe mới về. Thì rất mong quý anh chị cùng toàn thể mọi người ủng hộ. Thì em đứng đây đi, anh chạy từng chiếc xe lên anh quảng cáo cho. Tự lên anh nhờ đi. Thôi, Vision câu này đẹp. Giới thiệu với anh em, hôm nay Hùng Hồng mới về được một chiếc xe máy ngon quá. Chiếc xe Vision. Chiếc xe máy bốc lắm. Chiếc xe bao đẹp luôn cho anh em nhá. Giá chỉ 13 triệu 800 thôi. Máy cực kỳ chất luôn, không có một tiếng kêu. Dàn áo mới tinh. Không một vết chầy. 13 triệu 800. Đấy, quay kỹ chiếc xe cho anh em coi. Đấy. Biển máy số. Thì thầm không? Quá thì thầm luôn. Em dắt xe đi xuống đây luôn. Để siêu phẩm này nữa này. Đấy, con này nữa. Con xe này là đời 2013 3VIE FI rồi. Chiếc xe này giấy thành phố Biên Hòa. Hôm nay Hùng Hồng sẽ bán chiếc xe này cho các chị em phụ nữ đi chợ, đi chơi, đi con này đi cũng sang chảnh lắm chứ. Không, con này tiết kiệm xăng mà. Con này ấy là sang chảnh lắm á. Sang chảnh mà đi ngồi dễ thương mà. 13 triệu 800 bao hồ sơ. Còn anh em nào muốn không rút hồ sơ thì 13 triệu Hùng Hồng công chứng cho nhá. Giá xe quá đẹp luôn. Xe này mới đổi đó. Xe mới đổi đó. Đấy, rất mong quý anh chị cùng toàn thể mọi người ủng hộ cho Hùng Hồng. Tiếp theo những chiếc xe rẻ nữa. Thì Hùng Hồng hôm nay giới thiệu với anh em là chiếc xe Honda. Con này này mới gọi nói chuyện này. Con này mà nếu mình nghĩ lên là mua liền, không có đâu, hàng này không bao giờ có con thứ hai. Thật ra con này không muốn quay luôn, con này muốn để đi uống cà phê đồ này kia ấy. Con nó đẹp. Nhưng mà thôi thì mua xe nào cũng để uống cà phê mà chết vỡ lợ. Chiếc xe này chủ người ta dọn rất có tâm đó, xe bao máy zin nhá. Xe máy chưa rớt đầu luôn anh em nhá. Giá chỉ có 17 triệu 500, chỉ bao tranh chấp thôi anh em nhá. Thì Hùng Hồng nói rõ chiếc xe này Hùng Hồng chỉ bao tranh chấp bởi lý do rút hồ sơ Sài Gòn mệt lắm, Hùng Hồng không rút đâu. Anh em nào muốn tự mua thì tự về mà rút, tự làm đi làm. 17 triệu 500. Hùng Hồng chỉ viết giấy bao tranh chấp cho anh em một chiếc xe 17 triệu 500 Super Rim, mà chiếc xe này đi uống cà phê mà biển số dễ thương phết đấy. 12299. Đấy, viễn số biển số cũ luôn anh em nhé, dễ biển thương. Số đẹp này, con này đi cà phê là nhức nách. Cà phê là đúng rồi, bài như xe như ấy luôn, xe dọn bao zin hết, đồ toàn đồ zin, bô biếc mới tinh nhá. Hết xăng à? Bao máy zin hết xăng rồi. Thôi cần gì phải xăng xe này làm chi nữa. 17 triệu 500 cho chiếc xe Super Rim. Rồi. Chiếc xe này hôm bữa bán cho hai vợ chồng anh chị ở dưới Tây Linh 8 triệu 2. Thì hôm nay anh chị cọc lại rồi, anh chị lại bảo thôi em có tiền đủ rồi, không lấy xe này nữa mà lấy cái xe Vision. Thì chị cũng chịu 500 ngàn tiền cọc. Thì Hùng Hồng cảm ơn rất nhiều. Hôm nay con xe này Hùng Hồng mà sẽ bán lại cho anh em giá chỉ có 7 triệu 8 thôi. 7 triệu 8 nhá. 7 triệu 8 cho một chiếc xe đó luôn. Đó, quay 7 triệu 8. 7 triệu 8. Rồi tiếp theo đây là một chiếc xe FZ 150. FZ 150. Hôm nay Hùng Hồng bán giá chỉ có 20 triệu thôi. Xả luôn à? Xả luôn, giấy thành phố Biên Hòa, xả luôn.
sán xi măng dễ thương à. Đó, ok đi. Quá ok đúng không? Giá chỉ rất dễ thương. 20 triệu cho em FZ này mọi người. Rồi, tiếp theo một chiếc xe Lovo 5, giá 9 triệu rưỡi. Xe đang hết bình, tí Hùng Hồng lắp bình mới vào, Hùng Hồng để nổ bao máy zin cho anh em luôn. Máy zin, máy êm, máy ngon. Đấy. Zin êm, ngon, rẻ, đẹp. Đấy, rẻ như chiếc xe Trung Quốc vậy. Đấy, về chỉ việc đi thôi. Không phải làm gì hết. Tiếp theo, Hùng Hồng xin giới thiệu với tất cả quý vị khán giả cùng toàn thể mọi người, đó là một chiếc xe Way S, máy zin, 6 triệu rưỡi. Mới đổi được. Mới đổi được, 6 triệu rưỡi. Đấy. 6 triệu rưỡi. Tâm. Bánh tâm thăng đĩa. Tâm thăng đĩa. Ừ, 6 triệu rưỡi nhá. 6 triệu rưỡi. Biển số, quay biển số luôn em ơi, để anh dắt rô. Mới đổi được nha anh em. Mới đổi đấy. Mới đổi SH xong. 6 triệu rưỡi, lấy 500 thôi, mua 6 triệu rồi. Nời chi nhiều, nời ít thôi. Bà con còn nhớ đến Hùng Hồng. 6 triệu rưỡi cho chiếc xe Way S. Đi về quá. Con S 100 S 150, con xe màu cam này mới về dán keo nguyên con này, giá 20 triệu bao hồ sơ. Quay chi tiết luôn em mày, đỡ phải dắt lên mệt quá. Con này bao hồ sơ luôn anh. Bao hồ sơ luôn đấy, hồ sơ tay luôn đấy. Bao hồ sơ luôn nha. Rồi. Đây là một chiếc xe này, hôm nay Hùng Hồng cũng giảm giá 11 triệu 500 này. AB đầu bò rẻ nhờ, 11 triệu 500 chiếc xe AB. Thôi, mạn phép với hôm nay không tính không quay đâu, bỏ cái này ra. Cháu em xin lỗi anh nhá, ngày hôm nay anh cho anh là ngày hôm nay là ngày thứ mười mấy rồi. Anh cọc 500 rồi, nhưng mà em sẽ trả lại cọc tiền cọc cho anh. Anh không lấy nhưng em vẫn trả lại tiền cọc cho anh. Mỗi con này lại cọc. Cọc 500 ngàn. Nhưng mà ông này ông ở Sóc Trăng tội ông lắm. Hôm qua ông có điện cho lốt ngày hôm qua rồi. Rất là nhiều người điện thoại số đó, xe này. Con này nếu mà thực ra nếu không cọc bán lâu rồi. Bán bao nhiêu cuộc gọi điện thoại? Quá nhiều đi. Nếu mà hôm nay mà cho lốt ngày hôm nay anh không lấy quý khán giả ấy điện thoại cho Hùng Hồng. Hôm nay Hùng Hồng bán. Ai chốt trước là lùm trước đúng không? 5 triệu. Vẫn 5 triệu. Vẫn 5 triệu rồi, không lấy hơn. Nhá, 5 triệu. Con này tại cọc mà lâu quá mọi người. Chứ không biết bao nhiêu. Người ta đang khổ lắm, người ta không có tiền. Đang làm phụ hồ mà. Tội lắm, đi làm không có tiền. Lương lậu hình như là người ta chưa trả sao ấy. Nhưng mà cho mười mấy ngày nay rồi. Thôi. Hôm nay mà ngày hôm nay mà anh không ấy nữa, ai điện trước cho em cọc trước chiếc xe này em bán 5 triệu. 5 triệu. Đó. Quay 50. Quay 50. Để tắt 5 triệu thôi. Đó. Quay đó. Trời uống không? Cái con này mình nghĩ là nếu mà không hỏi chắc đi lâu rồi. Ừ. Tiếp theo đây là con xe P6 đi. Con này cũng tương tự. Mày ơi, mày đẹp quá trời mà sao người ta phụ mày không ai yêu rước mày đi ra. Chiếc xe đẹp quá mà, xe 25 đèn nét thế này, đẹp thế này mà không ai mua là sao ta. Giá 28 triệu bao công chứng. Quá đẹp luôn, biển số thành phố luôn chứ. Sao nhiều người thành phố cứ hỏi hoài mà chiếc xe này không lấy ta, của người ta. Tội nhờ. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc xe SH. Con này bán rồi. À, con này bán à. Rồi, con màu tím. Màu tím mộng mơ đời 2016. Em quay một loạt trên đấy đi, 2016 xe đẹp, giá chỉ có... Biển số nhiêu anh? Biển số 67. Con này 2016 khóa bếp ga nhá, khóa xi măng cây 54 triệu bao hồ sơ. 125. Tiếp theo đây là một chiếc xe 125 anh tím luôn á. Màu trắng anh tím giá 58 triệu bao hồ sơ. Hôm nay xả cho anh em luôn. Và tiếp theo đây là một chiếc xe cũng 125 ABS. À CBS, con này CBS nhỉ? Con này CBS hay ABS rồi? ABS. ABS đúng không? ABS, 62 triệu. 62 triệu bao hồ sơ. 62 rồi, triệu. Rồi tiếp tục màu xám bạc này luôn cũng là 125. Ừ. Bán 125. Rất mong quý 60 vị 60 triệu bao hồ sơ luôn. Rất mong quý vị khán giả hãy ủng hộ cho Hùng Hồng để đi hết cái lô này đi. Lô này còn 7 con nữa anh em. 6 con nào, một con kia 2 4 6 7 con. 7 con. Con xe này ấy nhá, con xe này 80 triệu bao hồ sơ cho anh em. 2019. 2019 ABS. ABS luôn. Ừ. 80 triệu bao hồ sơ. Con này là 82 triệu bao hồ sơ toàn quốc luôn này.
Bảo đây là mẫu mới này. Mẫu mới đấy, 2022 luôn đấy, xe chạy 13.000 km à. 125 à? 125, giá 82 triệu bao hồ sơ. Okay. Có xe này 64 triệu, hôm nay giảm 64 triệu bao hồ sơ luôn này. Một xám xi măng anh tím. 125. 125 luôn, đời 2020, 2021 gì đấy. Xe đẹp lắm, đã lên form 2023 rồi, tem sơn rồi. Đấy. Thì, nói chung là những cái mặt hàng này cũng ở trên kênh của Việt cũng đã coi chi tiết rồi. Anh em cứ coi thích chỗ nào chốt, mà chưa đủ tiền thì cứ lúc nào đủ tiền điện thoại cho Hùng Hồng. Ok. Hôm nay còn... rất ấn tượng với một số em út như này, rất dễ thương. Đấy, à, trước này nữa này, trước này 2019 mà lên cam đẹp quá, cam sơn tơm 27.500.000. 27 thì biển số đâu ta? Biển số con xe này là ở đâu còn đâu mới nói. Con xe đấy là biển số 68 em ơi. 68. 68. Và tiếp theo Hùng Hồng xin giới thiệu anh em đây chiếc xe Solex. Xe này hôm nay bán còn có 29 triệu bao hồ sơ này. Nick Jerry như Vân Anh còn mỗi một con. À còn 29 triệu còn mỗi con duy nhất này, con này đẹp lắm. Đầy đủ phụ kiện. Xe rất là mới. Còn mỗi con này đấy, 29 triệu nhá. Ok. Rẻ quá trời, xe mới người ta bán 6 mấy 70 triệu bán có 29 triệu, rẻ hơn một lửa rồi. Đấy. Rồi, rất mong quý anh chị cùng toàn thể mọi người ủng hộ cho Hùng Hồng. Trong thời gian qua thì cũng có một số bà con cô bác thì cũng đã ủng hộ Hùng Hồng rồi. Có những gì sai trái rất mong mọi người ủng hộ bỏ qua. Quý anh chị bỏ qua, với cả Hùng Hồng nhắc lại một lần nữa cho anh em toàn thể anh em biết đỡ phiền lòng này. Anh em đã cọc xe cũng như chúng ta đi mua đất thôi, đã cọc xe rồi thì hết sức thông cảm cho Hùng Hồng. Cái tiền đó Hùng Hồng không thể trả lại được. Mà cũng có một số vấn đề là một số khách cũng cọc mà quá lâu Hùng Hồng không thể trả cọc được. Bởi vì thật ra Hùng Hồng trả lấy cái tiền cọc đấy làm gì đâu. Tiền cọc đó để Hùng Hồng, chiếc xe đó Hùng Hồng chưa bán được, Hùng Hồng sẽ, bởi để lâu quá nhiều khách hỏi đâu dám bán. Nên nếu ví dụ xe đó ví dụ 2-5 triệu anh em cọc cùng Hùng Hồng 1 triệu thì mai mốt anh em không lấy, Hùng Hồng sẽ bán chiếc xe đó chỉ có 2-4 triệu thôi. Đấy, chứ Hùng Hồng không có lấy tiền cọc anh em đâu, nên rất là với nhiều lại, người. Để mình nói cho rõ cái này á, có nghĩa là cọc á, ví dụ như anh em mà thấy con xe anh nói là cọc mà quá lâu á thì mới xảy ra trường hợp đó thôi. Còn ví dụ như xe mà tới anh em cọc mà không thích con này đổi qua con khác thì vẫn ok. Không không, vẫn giữ nguyên cọc. Vẫn được tính cọc ok hết, chứ không phải là cọc rồi anh em sợ mất cọc. Không phải, vấn đề là do anh em cọc quá lâu đi, nói 10 ngày rồi anh em cọc cả tháng 2 tháng sao được. Mình bán con xe không có cọc, thường thường là ví dụ chỉ khoảng 1-2 ngày là Hùng Hồng đã gửi xe đi rồi. Đúng rồi. Mà trong khi đó anh em cứ bảo để một tuần, kể cả một tuần đi cũng không được luôn cơ. Đấy, rất mong thông cảm cho Hùng Hồng. Hùng Hồng cũng trả lấy cái tiền đấy, bởi vì bây giờ như anh em thử nghĩ, bây giờ anh em đi bán một mặt hàng gì đó mà người ta cọc cho các bạn là các bạn yên tâm là xe đó bán rồi. Đấy, người ta hỏi mình không dám bán đi nữa. Ví dụ tôi mà là người bị bán đi xe đấy đi, mắc đi cơ. Anh em thử xem anh em phốt tôi ngay chứ. Đúng rồi. Nhiều khi nha, cái xe nha, tôi thật anh em nhiều cái xe rất là đẹp. Tôi bán thật ra tôi bán cho anh em, ví dụ bán giá ở trên này như vậy, nhưng mà khách từ Vãng Lai vào có thể tôi bán hơn được đấy, nhưng mà tôi đâu có dám bán. Thật sự tôi đâu dám bán, tôi làm mất vậy, làm mất uy tín đi chứ. Bởi vì lúc nào ví dụ khách nào bán mua xe gì của tôi cũng phải đăng lên. À đấy, hôm nay anh em này ủng hộ. Thế bà con phát hiện ra cái xe đấy không bán cho tôi lại đi bán cho người khác. Chẳng hạn vậy đi. Ờ, có phải lúc đó anh em có phải lên đây là chửi nó đây này kia, thật ra làm cái mạng xã hội nó hai mảng, nó hai mặt. Nhưng mà ai quý Hùng Hồng, Hùng Hồng cảm rất cảm ơn. Còn những một số đối tượng Hùng Hồng không thèm nói chuyện, kệ. Bởi buôn bán tôi buôn bán chân chính, tôi buôn bán đàng hoàng, tôi cũng chả lừa đảo ai tất cả. Xe máy như nào tôi bao đúng như vậy. Xe về vấn đề, thậm chí có những cô chú mua của Hùng Hồng xa, chả biết gì ở quê, nó về ở đây Hùng Hồng thử lổ thoải mái, nhưng mà đến lúc đi ra, đi về đấy đi một hai bữa nó lại bị tắc cái FI chẳng hạn thôi. Cô chú cứ mang ra hãng kiểm tra con hết bao tiền con gửi. Đấy, Hùng Hồng còn như thế cơ, nhiều con xe lời được 1 triệu à. Đó, cũng ra đấy, ra hãng thì anh em cũng biết rồi, nó đẻ hết cái này, đẻ cái kia để nó làm, nó kiếm tiền của bà con. Hùng Hồng vẫn phải chịu tiền. Đó, nhiều cô chú còn dễ thương, bảo thôi, cô chú chịu một nửa, con chịu một nửa. Đấy, con cảm ơn rất nhiều đấy. Thôi, video cũng dài rồi, tâm sự cũng có rồi. Thế Hùng Hồng xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Anh em mua xe gì cứ liên hệ số máy 0938 344 999 Hùng Hồng. Nhớ đăng ký kênh cho bạn Việt, chia sẻ cho bạn Việt, rồi cho bạn Việt một nút like, đừng tiếc một giây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.